Chào thầy cô và tất cả các bạn, mình xin tự giới thiệu, mình tên là Trần Hồng Doan, sinh viên khóa 1 của trường đại học Edic Club K1 Happy. Mã số sinh viên của mình là COV019HP08. Và sau đây, ở trong video thứ 8 của bộ môn khoa học quản lý do thầy Nguyễn Đình Hùng giảng dạy, thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết đến thế nào là cơ cấu quản lý hoạt động của một doanh nghiệp. Thì như theo quy định luật doanh nghiệp vào năm 2005, công ty cổ phần sẽ được tổ chức quản lý như sau. Công ty cổ phần thì sẽ có đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị và giám đốc hoặc tổng giám đốc. Đối với giám đốc hay là tổng giám đốc, chúng ta có thể gói gộp lại gọi thành là ban giám đốc. Đối với công ty cổ phần có trên 11 cổ đông là cá nhân hoặc có cổ đông là tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần của công ty thì bắt buộc phải có ban kiểm soát. Đại hội đồng cổ đông sẽ gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên hoặc là bất thường, ít nhất thì sẽ là mỗi năm họp một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề về báo cáo tài chính hàng năm hay là báo cáo của hội đồng quản trị để đánh giá được thực trạng công tác quản lý kinh doanh của công ty hiện tại là đang như thế nào, và báo cáo của ban kiểm soát về quản lý công ty của hội đồng quản trị, giám đốc hoặc là tổng giám đốc. Và mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại, các vấn đề khác thì sẽ thuộc thẩm quyền khác. Đối với cuộc họp đại hội đồng cổ đông thì sẽ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp là đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần và có quyền biểu quyết. Tỷ lệ cụ thể thì sẽ là do tùy từng công ty sẽ có điều lệ như thế nào. Quyết định của đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua tại các cuộc họp khi mà có đủ các điều kiện sau đây. Điều kiện số 1, được số cổ đông đại diện ít nhất là 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận, tỷ lệ cụ thể do điều lệ công ty quy định. Điều kiện số 2, đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, được quyền chào bán, sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty, tổ chức lại, giải thể công ty, đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Nếu điều lệ công ty không có quy định khác thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất là 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận. Tỷ lệ cụ thể thì sẽ là do điều lệ của công ty quyết định. Điều kiện số 3, việc biểu quyết bầu thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo dõi mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của hội đồng quản trị hoặc ban kiểm soát, và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên nhất định. Điều nữa đó chính là hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có không ít hơn 3 thành viên, không quá 11 thành viên. Nếu điều lệ công ty không có quy định khác, số thành viên hội đồng quản trị phải thường trú ở Việt Nam do điều lệ của công ty quy định. Nhiệm kỳ của hội đồng quản trị trung bình là 5 năm. Nhiệm kỳ của thành viên hội đồng quản trị không quá 5 năm. Thành viên hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Giám đốc hoặc tổng giám đốc, chúng ta có thể gọi chung đấy là về bộ phận ban giám đốc. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm giám đốc hoặc tổng giám đốc. Trường hợp điều lệ công ty không quy định chủ tịch hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì giám đốc hoặc tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Giám đốc hoặc tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty, chịu sự giám sát của hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Nhiệm kỳ của giám đốc hoặc là tổng giám đốc thì sẽ không quá 5 năm, có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty không được đồng thời làm giám đốc hay là tổng giám đốc của các doanh nghiệp khác, bởi vì như vậy sẽ không đảm bảo sự cân bằng đối với cả hai bên doanh nghiệp. Ban kiểm soát có từ 3 đến 5 thành viên nếu điều lệ công ty không có quy định khác. Nhiệm kỳ của ban kiểm soát không quá 5 năm. Thành viên ban kiểm soát có thể được bổ lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Chủ tịch hội đồng quản trị hoặc giám đốc, tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty được quy định tại điều lệ công ty. Người đại diện theo pháp luật của công ty phải thường trú ở Việt Nam. Trường hợp vắng mặt trên 30 ngày ở Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác
theo quy định tại điều lệ công ty để được thực hiện các quyền và nhiệm vụ người đại diện theo pháp luật của công ty. Đối với sơ đồ này thì mình sẽ muốn giới thiệu một chút. Cao nhất ở trong doanh nghiệp là đại hội đồng cổ đông. Và từ đại hội đồng cổ đông sẽ bầu ra, sẽ chọn lựa ra hội đồng quản trị. Và hội đồng quản trị này sẽ nhằm giám sát, quyết định, đưa ra các chiến lược cho công ty, đồng thời sẽ giải quyết những cái vụ việc quan trọng ở trong công ty. Và song song với đó chính là ban kiểm soát. Ban kiểm soát thì cũng sẽ là do đại hội đồng cổ đông bầu ra. Và ban kiểm soát này sẽ có trách nhiệm, đó chính là theo dõi hoạt động của hội đồng quản trị để đảm bảo sự công tính, công minh, sự minh bạch ở trong quá trình hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, ban kiểm soát còn có thể theo dõi được ban giám đốc, nhưng không trực tiếp đưa ra các biện pháp đối với ban giám đốc, mà song song với đó là sẽ phải là hợp tác đối với cả bên hội đồng quản trị. Nghĩa là ban kiểm soát chỉ việc là quan sát thôi, giống như là bạn lớp phó của chúng ta đấy, bạn lớp phó học tập hay là những bạn lớp phó khác, bạn lớp trưởng chẳng hạn, sẽ quan sát các thành viên trong lớp. Khi mà các thành viên trong lớp có dấu hiệu mất trật tự, ăn quà vặt trong giờ hay là nói chuyện, thì ban kiểm soát cũng như là lớp phó, lớp trưởng sẽ ghi lỗi vào sổ. Và sau khi ghi lỗi xong, đến một ngày họp lớp, còn ở trong doanh nghiệp là đến ngày họp kỳ, thì sẽ thông báo những lỗi đó đối với cả hội đồng quản trị, để từ đó hội đồng quản trị đưa ra những phán xét, đưa ra những hình phạt nhất định đối với cả ban giám đốc. Đấy. Giống như ban kiểm soát cũng có thể theo dõi hội đồng quản trị, nhưng không trực tiếp đưa ra hình phạt đối với hội đồng quản trị, mà thay vào đó là sẽ thông qua đại hội đồng cổ đông để đưa ra hình phạt đối với cả hội đồng quản trị. Ban kiểm soát thực ra là một cái, gần như ban kiểm soát chỉ là được thành lập ra là để giúp đại hội đồng cổ đông có thể quản lý chặt chẽ được doanh nghiệp của bản thân mình hơn. Và thường thường ban kiểm soát được mở ra đó là khi đấy là một doanh nghiệp khá là lớn, có một hội đồng quản trị rất là đông, ít nhất là 11 người ở trong này đó. Và đây là tất cả những gì mình muốn giới thiệu ở trong video này. Thì chào thầy cô và tất cả các bạn.